Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay thứ bảy, ngày 11 tháng 10 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự trưa nay có những nội dung chính như sau. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức gặp mặt các doanh nhân. Hướng tới kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình có cuộc phỏng vấn Chủ tịch Hội Nông dân Quảng Bình về phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Công an Quảng Bình bắt vụ tàng trữ gần 2.000 viên ma túy tổng hợp. Sáng nay ngày 11 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức gặp mặt doanh nhân Quảng Bình nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Đây là dịp để ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của đội ngũ doanh nhân đối với sự phát triển của nền kinh tế Quảng Bình. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong năm 2014, mặc dù tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng các doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình đã cố gắng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và đã được một số thành quả nhất định. Lực lượng doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh không ngừng lớn mạnh. Toàn tỉnh hiện có 3.700 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký trên 19.400 tỷ đồng. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2014, thu ngân sách từ các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt trên 566 tỷ đồng, tạo việc làm mới cho gần 15.000 lao động với mức lương bình quân hơn 2 triệu đồng một người một tháng. Các doanh nghiệp cũng luôn chủ trọng công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn lao động, tăng cường sự gắn bó giữa doanh nhân và người lao động để mình xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định. Ngoài những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế, các doanh nghiệp và các nhà đầu tư đã kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, có ý thức trách nhiệm cao với cộng đồng. Tuy nhiên, thời gian qua, do khó khăn chung của nền kinh tế, toàn tỉnh đã có 237 doanh nghiệp đã phải tạm ngừng hoạt động. Trong đó, mới chỉ có 48 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại. Tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ vẫn ở mức cao. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Hoài để chia sẻ những khó khăn chung của các doanh nghiệp và doanh nhân trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phát huy được những tiềm năng lợi thế của địa phương, ổn định để mình hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng nguồn thu. Qua đó, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình. Hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, khối bốn cơ quan thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Bình vừa tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Đợt thi đua cao điểm sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ do Tổng cục Chính trị phát động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, khơi dậy lòng tự hào truyền thống anh hùng, tinh thần quyết chiến quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đợt thi đua cao điểm còn tạo động lực quan trọng thúc đẩy cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Để thực hiện có hiệu quả đợt thi đua cao điểm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt và thực hiện tốt nội dung năm nhất, đó là tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý chí trách nhiệm cao nhất, thực hiện nhiệm vụ đạt chất lượng cao nhất, dân chủ, đoàn kết tốt, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất, tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và đền ơn đáp nghĩa đạt hiệu quả cao nhất, và tham gia các nội dung đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quân khu giai đoạn 2009-2014 đạt kết quả cao nhất. Theo kế hoạch, thời gian của đợt thi đua cao điểm sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ bắt đầu từ ngày 13 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014. Ngày 10 tháng 10 năm 2014, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lệ Thủy tổ chức phát động thi đua cao điểm sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân cho toàn thể lực lượng vũ trang huyện. Trên cơ sở kết quả của phong trào thi đua 9 tháng đầu năm 2014 và nội dung mục tiêu chỉ tiêu của từng đợt thi đua, đợt này, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lệ Thủy đã cụ thể hóa các nội dung mục tiêu phong trào thi đua phát huy truyền thống, cống hiến tài năng để quán triệt sâu sắc ý nghĩa tầm quan trọng của đợt thi đua hướng tới 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân đến từng tập thể cá nhân, nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền, xây dựng ý chí trách nhiệm trên cơ sở dân chủ, đoàn kết, đồng sức đồng lòng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp các ngành, tổ chức cá nhân trong thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ quân sự quốc phòng cũng như nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị năm 2014.
Hôm qua ngày 10 tháng 10, Chi cục Thuế huyện Bố Trạch đã tổ chức lễ kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống dân vận của Đảng và 15 năm ngày dân vận cả nước, 15 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2014. Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang trong công tác dân vận của Đảng, ghi nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thấm nhuần lời dạy của Người trong những năm qua dưới sự chỉ đạo của Thường vụ Huyện ủy, Ban dân vận Huyện ủy Bố Trạch. Công tác dân vận của Đảng ủy, Chi cục Thuế Bố Trạch đã đạt được những hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thông qua công tác dân vận đã tạo được mối quan hệ chặt chẽ trong đơn vị, 100% cán bộ công chức lao động yên tâm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, tích cực thi đua hoàn thành nhiệm vụ. Với nhiều phương pháp tuyên truyền hỗ trợ như tổ chức đối thoại doanh nghiệp, thực hiện công khai mức thuế, mở các lớp tập huấn chế độ kế toán doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác vận động đối tượng nộp thuế chấp hành nghĩa vụ đầy đủ. Thời gian qua, số hộ chấp hành chính sách thuế ngày càng cao, số hộ nợ đồng thuế giảm dần, qua đó góp phần thực hiện hoàn thành dự toán thu ngân sách hàng năm. Cụ thể, trong năm 2013 đạt 150% kế hoạch. 9 tháng đầu năm 2014 đã hoàn thành tổng thể nhiệm vụ thu ngân sách cả năm đạt 102% kế hoạch. Trong 9 tháng đầu năm 2014, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp tập trung thu ngân sách, nên đến thời điểm này, tổng thu ngân sách của Quảng Bình ước đạt 1.750 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 1.462 tỷ đồng, đạt 80% dự toán, tăng 29% so với cùng kỳ. Một số khoản thu tăng cao so với cùng kỳ, như thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 80% dự toán, tăng 22% so với cùng kỳ. Các khoản thu từ đất đạt 93% dự toán. Thu thuế xuất nhập khẩu được 187 tỷ đồng, đạt 52% dự toán, tăng gần 13% so với cùng kỳ. Trong những tháng còn lại của năm 2014, Quảng Bình tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo của cả cấp ủy chính quyền đối với công tác thu ngân sách, thực hiện tốt công tác quản lý nợ, xử lý nợ đồng thuế, phát triển quỹ đất nhằm duy trì ổn định và tăng nguồn thu cho địa phương. Thưa quý vị và các bạn, những hội viên nông dân Quảng Bình đã tích cực thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu cho bản thân, thoát nghèo một cách bền vững. Họ là những nhân tố quan trọng để làm nên một nông thôn Quảng Bình ngày càng khởi sắc. Hướng tới kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2014. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình đã có cuộc phỏng vấn ông Đoàn Ngọc Lâm, Chủ tịch Hội Nông dân Quảng Bình. Xin chào ông. Hướng tới kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, xin ông cho biết Hội Nông dân Quảng Bình đã triển khai những cái hoạt động thiết thực nào ạ? Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao ngay từ đầu năm thì Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội triển khai đồng bộ 3 phong trào thi đua nước do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động, gắn liền với là phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Quảng Bình. Hướng tới kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phát động hội viên nông dân thi đua lập thành tích cao nhất để là chào mừng ngày thành lập hội. Một trong những hoạt động để cổ vũ cho phong trào thi đua thì sắp tới Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ban thi đua khen thưởng tỉnh sẽ tổ chức tôn vinh 60 điển hình nông dân tiêu biểu của Quảng Bình năm 2014. Và vừa rồi thì hội cũng đã tổ chức cuộc thi nông dân tìm hiểu pháp luật đất đai năm 2013 trên bình diện toàn tỉnh, và là tổ chức giải bóng chuyền bóng lúa vàng để chào mừng ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Như vậy, một trong những cái hoạt động nổi bật dịp này đó là tôn vinh các cán bộ hội viên nông dân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Các cái điển hình đó có cái tác động như thế nào đến công tác hội ạ? Các cái điển hình nông dân tiêu biểu năm 2014 là những cái gương điển hình xuất sắc nhất trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và là xây dựng nông thôn mới, cũng như là xây dựng cái chi hội là đơn vị hành động. Đây là các cái hạt nhân tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh, cũng như là gương mẫu trong việc là đóng góp công sức để xây dựng nông thôn mới, và họ là những hạt nhân để tạo ra cái sự tương tác giữa là các cái hộ nông dân với nhau trong việc là chuyển giao các cái tiến bộ kỹ thuật, rồi là bàn bạc cả cái cung cách làm ăn với mục tiêu là giúp nhau là cùng làm giàu và là giúp các cái hộ nghèo thoát nghèo bền vững.
Vâng, chúng tôi xin chúc mừng các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng hội vững mạnh, và hướng tới hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ tư và đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9 năm 2015. Ông có thể cho biết hội nông dân tỉnh sẽ có những cái kế hoạch hoạt động nào ạ? Trước mắt thì các cấp hội và hội viên nông dân thì tiếp tục đẩy mạnh các cái phong trào thi đua đã triển khai, tiếp tục xây dựng và củng cố các cái cấp hội, đặc biệt là cơ sở, triển khai một cách có hiệu quả cái đề án xây dựng chi hội là đơn vị hành động. Chi hội là nơi để nông dân, hội viên nông dân sinh hoạt, nông dân bàn bạc các cái kế hoạch của thôn, rồi là triển khai xây dựng các kế hoạch đó. Một vấn đề nữa là phải chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng và các cấp chính quyền chỉ đạo kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định 63 của Thủ tướng Chính phủ, rồi là nâng cao chất lượng phối hợp với các ngành liên quan để là hỗ trợ nông dân tốt hơn về kỹ thuật, rồi là về vốn, rồi là về thị trường, giúp nông dân tổ chức sản xuất có hiệu quả và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần vào cái sự nghiệp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi này. Sinh thời, Bác Hồ từng nói, thi đua là yêu nước là thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Thực hiện lời dạy của Bác, lực lượng cựu chiến binh Quảng Bình không ngừng thi đua trong lao động sản xuất, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của địa phương, góp phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Với mục đích tôn vinh các điển hình tiên tiến xuất sắc của cựu chiến binh Quảng Bình giai đoạn 2009-2014 và vinh dự đón nhận huân chương độc lập hạng 3, Hội cựu chiến binh tỉnh sẽ tổ chức đại hội thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu tỉnh Quảng Bình lần thứ 5, nhiệm kỳ 2014-2020. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng QBTV vào lúc 7:30 ngày 15 tháng 10. Mời quý vị và các bạn đón xem. Chương trình thời sự tuần này sẽ được tiếp nối với một số thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Công an Quảng Bình bắt vụ tàng trữ gần 2.000 viên ma túy tổng hợp. Năm 2014, Quảng Bình có 6 xã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Sáng nay 11 tháng 10, Ban An toàn Giao thông tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình, Công an tỉnh và Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Bình đã phối hợp tổ chức khai mạc cuộc thi điểm đến an toàn năm 2014. Sau thành công của năm cuộc thi trước, đây là năm thứ 6 cuộc thi điểm đến an toàn được tổ chức với sự phối hợp của Ban An toàn Giao thông tỉnh Quảng Bình, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình, Công an tỉnh và Sở Giáo dục Đào tạo. Chủ đề của cuộc thi năm nay là học sinh Quảng Bình với an toàn giao thông. Đây là sân chơi truyền hình dành cho đối tượng học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Nội dung thi liên quan đến việc tìm hiểu kiến thức về luật giao thông và các ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông. Tham gia cuộc thi có 9 đội đến từ 9 trường trung học phổ thông, gồm trường trung học phổ thông Minh Hòa, trường trung học phổ thông Tuyên Hòa, trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh, thị xã Ba Đồn, trường trung học phổ thông Quang Trung, huyện Quảng Trạch, trường trung học phổ thông số 1, huyện Bố Trạch, trường trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp, trường trung học phổ thông Đạo Duy Từ, thành phố Đồng Hới, trường trung học phổ thông Ninh Châu, huyện Quảng Ninh và trường trung học phổ thông huyện Lệ Thủy. Cuộc thi được tổ chức ghi hình vòng loại, vòng bán kết và vòng chung kết tại trường quay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Ngoài những kiến thức về luật giao thông được học tại nhà trường, thì việc tham gia cuộc thi điểm đến an toàn năm 2014 sẽ giúp các em học sinh nâng cao hơn nữa ý thức khi tham gia giao thông và tuyên truyền tới thế hệ trẻ về việc chấp hành luật giao thông. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển triệt phá thành công đường dây tàng trữ ma túy tổng hợp lớn với gần 2.000 viên ma túy tổng hợp dạng nén. Vào lúc 22 giờ ngày 9 tháng 10 tại nhà nghỉ Thanh Tình ở xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, lực lượng liên ngành do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Cục đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tiến hành bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Bớt, sinh năm 1993, trú ở thôn Trường An, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, đang cất giấu một số lượng ma túy lớn. Số ma túy thu giữ quả tang trên người của đối tượng Bớt gồm 7 túi ni lông chứa ma túy, bên trong gồm 1.393 viên nén và đều có ký hiệu VKY dài, có màu hồng và màu xanh. Hai đối tượng có liên quan cũng bị lực lượng chức năng bắt giữ là Nguyễn Văn Thức, sinh năm 1990,
là anh trai của đối tượng Nguyễn Văn Bớt và Lê Đức Tình, sinh năm 1982, trú ở xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh. Bước đầu đấu tranh, đối tượng Nguyễn Văn Bớt khai nhận toàn bộ số viên nén trên đều là ma túy tổng hợp, được Bớt cùng anh trai mình là Nguyễn Văn Thức mua từ Lào đưa về Quảng Bình để tiêu thụ. Qua đấu tranh, đối tượng Bớt còn tự giác giao nộp cho cơ quan điều tra thêm 580 viên ma túy tổng hợp mà đối tượng này đã cất giấu một nơi khác, chờ cơ hội mang đi tiêu thụ. Được biết, đây là chuyên án ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay mà lực lượng chức năng công an tỉnh triệt xóa thành công. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Qua 5 năm triển khai thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, nhờ làm tổ công tác thông tin tuyên truyền nên đã từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Quảng Bình. Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam không những đã tác động tích cực làm thay đổi ý thức và văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam, mà thông qua cuộc vận động, các doanh nghiệp đã không ngừng cải thiện mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm để nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Ngoài ra, các sở, ngành địa phương và doanh nghiệp trong tỉnh đã tổ chức thành công hoạt động đưa hàng hóa sản xuất tại Việt Nam và trong tỉnh về tận cơ sở thông qua các điểm bán hàng, hỗ trợ thương mại. Cụ thể, trong 5 năm qua, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức 17 chương trình xúc tiến thương mại, 8 hỗ trợ quảng bá sản phẩm hàng hóa Việt Nam, vận động được trên 1.800 doanh nghiệp tham gia hoạt động bán hàng Việt, đưa hàng Việt Nam về nông thôn. Qua khảo sát thị trường nội địa tại các chợ, siêu thị, quầy bách hóa tổng hợp trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ tiêu dùng hàng Việt Nam của người dân ngày càng cao. Các mặt hàng thực phẩm tươi sống, hàng thực phẩm công nghệ, hàng lương thực, hàng vật liệu xây dựng, trang trí nội thất chiếm từ 85 đến 90% thị trường nội địa. Đây là tín hiệu khả quan đánh giá chỗ đứng vững chắc của hàng hóa Việt Nam sản xuất trên thị trường nội địa. Trong năm 2014, Quảng Bình có 11 xã đăng ký hoàn thành xã nông thôn mới. Đến thời điểm này, Quảng Bình đã có 6 xã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí. Các xã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí đến thời điểm này là xã Phong Thủy, Lộc Thủy, Liên Thủy của huyện Lệ Thủy, xã Lương Ninh của huyện Quảng Ninh, xã Hoàn Trạch của huyện Bố Trạch và xã Quảng Hoa thuộc thị xã Ba Đồn. Số tiêu chí bình quân của tỉnh đến nay đạt 9,5 tiêu chí trên xã, tăng 0,7 tiêu chí so với đầu năm. Trong đó có 10 xã đạt từ 17 đến 19 tiêu chí, 23 xã đạt từ 13 đến 16 tiêu chí. Số xã đạt dưới 5 tiêu chí có 14 xã, giảm 2 xã so với đầu năm. Công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân, công tác xây dựng kết cấu hạ tầng được các địa phương chọn làm khâu đột phá, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Cuối năm 2014 này, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình tiếp tục chỉ đạo 5 xã còn lại là Đức Ninh, Thuận Đức, Bảo Ninh, Hải Trạch và Cảnh Dương để nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí. Đối với các địa phương còn lại, tập trung nâng cao chất lượng và hình thức tuyên truyền, huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp và cá nhân vào xây dựng nông thôn mới. Đến hết tháng 10 năm nay, tỉnh Quảng Bình phấn đấu có thêm 4 xã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Những năm trở lại đây, thông qua việc đẩy mạnh và thu hút đầu tư, huyện Quảng Ninh đã và đang triển khai một số dự án nên lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện đạt mức tăng trưởng khả trong chín tháng của năm 2014. Từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi chậm, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Ninh còn đối mặt với nhiều khó khăn do thị trường bị thu hẹp. Nhưng với chính sách ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp của tỉnh và của huyện, các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã chủ động đầu tư đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm. Như vậy mà giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Ninh trong 9 tháng của năm 2014 thực hiện được trên 550 tỷ đồng, tăng trên 78% so với cùng kỳ. Một số mặt hàng đạt mức tăng trưởng cao như xi măng, clinker, tinh bột sắn, chế biến đồ gỗ, sản xuất gạch block. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 11 tháng 10 năm 2014, khu vực miền núi mây thay đổi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, ngày nắng, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1 m.